À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của chiến binh Bắc Âu Longoba. Vâng, những chiến binh của thần chiến tranh. Vâng. Các bạn có thể thấy là các trận trước thì những chiến binh Vodan này nó đánh nhau điên cuồng như thế nào rồi đấy. Thực ra thì mình cũng chưa biết nào, nhưng mà mình ôi, với tình hình là bây giờ là cái thằng quân La Mã Ly Khai nó thích làm loạn, nó đánh mình rát quá. Và bây giờ thì tình hình là khu dưới này thì thằng Hunno thì nó thân thiện hơn với mình một chút xíu, nhưng mà tình hình kiểu này thì cũng khó lắm. Bây giờ mình đã tính xem làm thế nào, Hunno nó còn có đứa con gái con dâu nào không, chắc là khó. Kế hoạch của mình là bây giờ mình sẽ cho ông vua này ông nhận cái thằng này. Đây này, thằng tướng huyền thoại này làm con nuôi này. Nhận nó là con nuôi ấy, thì nó có thể cho lấy thằng này à? Ủa nhưng mà lấy cái, lấy thế thì xấu, mô con này xấu. Còn cái đứa con gái này, mình ám sát nó đi thì dở hơi quá nhờ. Thôi để nó chết già cũng được. Đấy, như này thì ảnh hưởng quá, tướng này của mình toàn chỉ số ngon như này. Đấy, các bạn thấy không? Tướng huyền thoại mà, bạn có bao giờ nhìn thấy tướng nào mà vừa vào phát đã level 10 như này không? Đấy, thôi được, mình sẽ cố gắng kiếm một cô vợ nào đấy tạm tạm, ít nhất cũng phải tạm tạm cho nó. Thôi nói rông nói dài thì thôi, chắc lượt này mình không có việc gì làm rồi, chắc là phải qua lượt thôi. Tình hình là khả năng là phải giúp thằng đệ bảo vệ cái lãnh thổ. Đề nghị làm đồng minh phòng thủ á? Không. Chưa phải lúc. Các bạn biết tại sao cái lý do làm sao mà mình rất ít khi mình đồng minh hoặc là bắt đồng minh không? Bởi vì các bạn cứ đồng minh ấy, thì bạn sẽ dễ bị lôi vào các cuộc chiến không hồi kết của tất cả các phe phái khác á. Tốt nhất là các bạn cứ chọn cái giải pháp sống hòa bình thì hay hơn. Đồng minh với đồng khói mà lúc mà chúng ta chưa đủ mạnh, chưa đủ áp chế được một phe nào đó, một cả nửa thế giới còn lại thì đừng vội đồng minh. Bây giờ cái bộ tộc của chúng ta mới đang giai đoạn phát triển và cũng đã kiểm soát được hai vùng rồi. Nhưng mà ok. Oh man. Gì đấy? Thôi xong rồi. Tình hình nào mà ôi dồi ôi nó đông vãi thế này à? Chưa rồi, quân của mình vẫn đang bị thương vong, chưa điều khiển được, chưa đánh được. Làm sao ta? Bây giờ mà bỏ thằng chư hầu thì thực sự đấy là một vấn đề đấy. Thôi, để xem tướng huyền thoại của mình làm ăn như nào. Liệu có thể làm lên điều huyền thoại được không? Vãi cả trưởng quân của nó đông. Nó ồ nó 6.000 quân cơ. Bây giờ mình làm thế nào để mình bảo vệ được nó, thằng chư hầu này mới là vấn đề ấy. Bây giờ là nó sẽ tấn công quân mình à, thằng chư hầu mình đây, mình thì vào đằng sau nó à. Ôi hàng rào. À mình có thể đặt một cái hàng rào. À đặt cái hàng rào đâu để ngăn không cho nó tiến vào nhỉ? Đây đi. Chặn được một đường. May quá. Tiến nhanh lên, chạy nhanh lên nào anh em. Ôi ông đệ mình ơi, thôi rút vào nhà đi, đừng ra ngoài đánh nhau nữa, khổ lắm cơ. Ra ngoài đánh nhau. Chết
chạy nhanh lên đây cũng kiểu không kịp. Quân tiếp viện của chúng nó vào từ đâu rồi nhờ? Is attacked. Should we aid them? Vãi cả trưởng. Quân chi hầu, quân tiếp viện ở đâu nhỉ? Ô, có mấy con ngựa cùi còn dám xông ra. À, nó vào từ phía bên này. Phía bên này à? Chết rồi. Càng thế nhỉ? Đúng nhỉ? Bây giờ là mình phải tính nhỉ? Thế đấy, phân chia được lượng ra. Ô, nó đánh vào thành chiến hậu mình rồi. Chạy nhanh lên. Chỗ này nó toàn lính speed, mình không thua được. Ông đệ mình chắc không phát rồi. Bây giờ tính như nào ấy? Bình tĩnh. Quân tiếp viện của nó đang ở hướng này. Sập vô tháp canh rồi. Kỵ binh cũng không thể làm gì khi bộ binh chưa tiến tới. Biết làm thế nào, chắc là mình sẽ phải phòng thủ ở đây. Chắc tao sẽ không dám đuổi tiếp đâu. Rồi, sợ gì đi, mấy con ngựa này của nó không làm sao hết. Mấy là pha sốc của nó. Một cái đấy, làm mất thắng hộ quân của mình. Không được để nó thành chiến thoát. Được đó, bọn này lên đây giả quân ngay. Mày có kịp không? Chó chết ngựa này nó. Cần nó lực lượng vào đây nữa, tiêu diệt bọn bên trong này nữa này. Đây mới đau lòng này. Quân nó đang tràn đến rồi. Không kịp rồi, chắc là đứng ở đây thôi. Này có một cái lợi thế là rừng cây. Nó sẽ bị khuất tầm nhìn.
đây, đứng đây. Đứng đây. Về đây, về đây, về đây, về đây. Đúng rồi. They will bleed for us. It will know. Watch us to know and defend. We hunger for blood and battle. A hidden unit has been discovered. Rồi. Trời ơi. Đây cho anh. Ui. Nó có đội một đội xạ kỵ kìa. Cho kỵ binh đứng đây để sẵn sàng bảo vệ xe bắn đá. Đưa tinh thần của binh sĩ đây đấy. Wow. Trời đất ơi. Bắn cho anh. Nó có một đội xạ kỵ và một đội cung nữa rồi. Nhưng mà đứng như này thì nó hạn chế khá nhiều rồi. Lên đây luôn. Áp sát cho nó lên. Co gắng vào. Testudo chắc chịu được. Mã chết con rồi, mã đi. Mã nãy giờ chết được có một con này. Xe bắn đá không biết bắn à? Nó cũng khó bắn bởi vì tầm. Rồi. Ủa, đâm thế nhỉ? Đây. Bắn tướng mình à? Ô, mấy thằng này bị điên rồi. Tiến lên theo đó. Rồi, các chiến binh của chúng ta đang bị điên rồi. Bắn từ nãy giờ chả chết được con ngựa mẹ.
bắn sư ở đây cho nó nhanh. Bắn đây. Giết ngay đội quân thủ đó. The men have gone berserk. Lính của mình nổi điên hết rồi. Ai dạ. Lính của mình đang nổi điên. Chết mẹ nổi điên đông. Giết đội quân thủ đó. Này nó nổi điên này. Điên cuồng tấn công. Ồ, quay lại anh. Nó bị điên rồi, nó không kiểm soát được nữa rồi. Quay lại. Đừng có nổi điên nữa, nó chạy rồi. Đánh giá này của nó đuổi mình sát nhỉ. Một đội này chiến đấu đến chết luôn này. Đặc điểm của nó là chiến đấu đến chết rồi. Nhưng mà cái thằng này nổi điên nó quay chứ. Quay lại. Giết bọn này cho anh. Đang cần phải đánh nhau, mày bỏ chạy. Lại mất một đội lăng qua ba, đánh đến chết. Bọn này nó sẽ đánh đến chết khi nó nổi điên các bạn. Nó sẽ chiến đấu đến chết. Đội giáo không chịu nhiệt này. Giết thằng tướng nó đấy. Mình có ngựa của mình tinh thần chán thế nhỉ. Ui, thấy chưa? Còn có hai thằng nó vẫn đánh các bạn thấy không? Nó sẽ đánh đến chết. Đấy là đặc điểm của... khi nó nổi điên. Đây rồi, giết tướng nó coi. Giết tinh thần cho binh sĩ đây nè. Quay về đây đi em ơi. Men flee the field of battle. This is a shameful display. Swordsman! Chém chết tướng của nó là sao mà? Ồ, các đội quân của mình. Lại đây. Đừng hèn nhát mà bỏ chạy như vậy chứ. Lên. Có một đội nữa đâu nhỉ? Đây à? Ăn cho nó. À, tướng nó chết rồi. Tướng của mình nhỏ ra đây, yểm trợ quân. Đấu nhanh
với đội lính này của mình là chịu đòn tốt nhất. Nó đang nhấp nháy hết rồi. Cố lên anh em ơi. Lại nhấp nháy là nào? Xông vào đập chết bầm nó đi. Chạy rồi, cố lên anh em, cố lên, áp sát cho nó. Chén cho nó luôn. Bình tĩnh anh em, tăng tinh thần chiến đấu lên, đừng bỏ chạy thế. Hãy chiến đấu dũng cảm lên, dũng cảm lên. Cái này này, chiến đấu đúng người lính cuối cùng như này này. Đúng rồi. Áp sát cho nó luôn. Nó đã bỏ chạy rồi anh em, tiến lên. Xong rồi. Xong bên này. Chém. Tiến lên. Tên thanh niên này vẫn đang điên cuồng chặt chém, lại mất kiểm soát rồi. 16 thằng vẫn chiến đấu, nó bỏ chạy rồi, tuyệt vời. Bảo vệ là thắng lệ rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Bút tinh thần cho anh em. Chiến đấu, chiến đấu. Ôi. À, nó bỏ chạy rồi, anh em. Tiến lên. Ôi, lính của mình điên loạn hết cả rồi. Chết rồi. Không điều khiển đấy rồi. Nó bị nổi điên hết rồi. Xong rồi. Xong rồi. Rồi ôi. Ủa dồi ôi, 6.000 quân. Mình tổn thất mất một nửa. Ế, mất có đúng một đội Long Co 3 ban đầu bị lủi điên, mình không kiểm soát được thôi. Mày. À, rút lui chiến thuật à? Mày rút lui chiến thuật à? À, nhân vật đã được nhận làm con nuôi. Rồi, hay quá. Đây, chúng ta đã có thanh niên này là con nuôi. Giỏi.
Bây giờ kinh tế của mình cũng nghèo quá. À, mình hồi được ít quân. Mình bị mất khá nhiều quân đấy. Thái tử đâu? Khử con này. Ngu gì mà anh đánh một đội với nhau. Xem nào. Cái địa hình này hơi xấu. Khử nó cho anh. Nó dám thằng thái tử này nó chỉ cần lấy mỗi con vợ thôi mà nó được phục kích luôn, đánh đêm luôn, nó có thể đánh đêm được luôn, bởi vì là nó có được cái trai đánh đêm luôn. Chỗ này đang tính lại xem mình sẽ dàn quân như nào cho nó hợp lý. Chỗ này đi. À, càng mỏng tốt. Chỉ cần che được xây bắn đá là được rồi. Được rồi. Càng mỏng thì khả năng phòng thủ càng tốt. Mình sẽ lập đội hình phòng thủ theo kiểu liên hợp. Đây rồi. Hai cánh sẽ có Testudo. Defensive Testudo. Bọn cầm rìu này nó sẽ được đứng ở đây. À, đội Longcoba này nó đứng đây. Nó cũng có vài đội cung lính nha. Đây, đứng như thế này là nó có thể bảo vệ được nhau rồi. Rồi. Bọn này nó kém kháng sát thương tầm xa rồi. Đây. Testudo. Defensive Testudo. Battle group awaiting your orders. Đứng sẽ đứng vào đây để khỏi bị tấn công bằng tên của đối phương. Group and awaiting. Một cái đội hình liên hợp. This will be tough. The Romans are well trained and professional. They fight with great expertise and entire legions can move as one. Bye bye. I respect them. And yet, I relish the chance to be among them. Đúng như này nó sẽ bảo vệ được cả tướng luôn. Ồ, thế trận như này thì hơi khó cho đối phương đấy. Tại sao mặt trước mình không sử dụng cái đội lính Spy, bởi vì nó là không cần thiết. Mình có xe bắn đá bắn thẳng trực diện này thì nó sẽ hạn chế khá nhiều rồi. À, tăng tốc lên. Xem chúng nó lên đến nơi chưa. Mình có xe bắn đá này bắt buộc nó phải công. Không phải sợ. Kia rồi. Bắn em ơi. Bắn em. Có đội kỵ binh không nhỉ? Cái nhỉ, chơi đội hình giãn cách này. À, bắn tên mình rồi. Thấm đâu? Rồi. Có mai phục à? Ở đâu? Thank you.
Bắn nãy giờ chết thằng nào đó. Nó có mấy thằng rồi. Không đủ gây đam. Lên đi cú. Nó không chịu tấn công à? Nếu thế thì chúng ta lại sử dụng chiến thuật khác. Melee fighters ready! Scrappers ready! They will bleed for us! Run, curse you! Tiến lên. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Từ từ mà tiến. À, nó có đội ngựa đây này. Đến đây đã. Đề phòng xem nó lại dở cho gì. Mẹ gì? Test studio của mình đứng trước rồi mà. Defensive test studio. Đây. Con thì vào. Mày chỉ áp sát anh. Đúng giời ơi, đến Steam rồi đấy nhau. Kiếm lên đây. Nó có đội ngựa kìa. Tiếp rằng Tesco. À lao cho cô. Ăn luôn. Ừ, tướng đuổi lại. Gớm nhỉ. Tướng của nó này, giết luôn. Ăn tướng nó luôn. Ăn luôn. Ăn luôn. Ui, cái thằng này nó lại đổi điên rồi.
chơi cái bọn long be này nó có một cái đặc điểm nó đã nổi điên. Các bạn cũng kiểm rất khó kiểm soát cho nó khi chúng nó đã nổi điên. Chặt cho nó đã. Dùng. Mày đánh nhau với các chiến binh Lova này. Mình chỉ dám đúng bọn này mỗi khi nó nổi điên. Nắng nhất là đội mình tấn công lên trên. Vào đây. Nát cho nó ra. Hết rồi. Cán luôn. Mấy thằng La Mã này. Úi giời. Rồi, lại đúng ra. Tiến lên. Cầm điên cuồng rồi. Mẹ mấy con ngựa lén lao của nó chết giết nhiều quân của mình thế nhỉ? Chưa hy sinh à? Ai da. Một đội xa kỵ. Ready for battle. Không có quân gì. Destroy them. Mày. Thirsty for battle. Rồi ôi. Quân Ly Khang Tây La Mã. Quân Ly Khang. Đây rồi, chúng ta sẽ học nhanh vào cái này. Mình cần có 2 cấp nữa thì mới lên được skill cuối này, thì lúc đấy mình mới có xảo quyệt cộng 1. Hoặc bây giờ mình sẽ phải tìm làm cách nào đó. Đánh phát này là double kill rồi. Get moving. Thirsty for battle. Getting on our way. Destination reached. That is impossible. Wipe them out. Cho mày chết. Tàn quân này.
còn đám tàn quân này diệt hết. Bây giờ mình sẽ sao mình? Tốc Jack này. Warriors all ready for orders. Ủa, quân đoàn này nó hồi quân hoàn toàn rồi. Sĩ khí khi đấu với La Mã tuyệt. Tăng thẩm quyền. Nhiệt huyết tăng lên, nó sẽ tăng tấn công cận chiến cho lực lượng chỉ huy. Sát thương cận chiến. Ý 58 sát thương vận chiến đấy. Quân đoàn lên cấp chúng ta sẽ cộng vào đây. Và lên cấp nữa thì chúng ta sẽ... Bắt đầu rồi. Mình có đang định đánh thằng này đâu. Tự dưng nó dám tuyên chiến với mình. Hung nô ơi nào hung nô. Bây giờ lấy đâu ra? Lấy vợ cho. Do not attempt to sweeten truth. Welcome, I suppose. No. Vấn đề bây giờ của mình là lấy vợ cho. I've called for good ale to ease. Greetings to you. I trust you come with. Speak quickly and well. Well met, friend. Satan, let your words move me to anger or agreement, as you wish of them. 16 tuổi. Cũng được. Kể ra có cái nào tăng 6 quyệt thì nghe hay hơn. Mình không có tiền. 900 liệu nó có chịu không? Kèm theo một cái đề nghị nữa là chống lại kẻ thù của nó. Không được. Phanh kít. Good and noble friend. Không có. Còn này. Welcome, welcome my friend. I will give it to you. Great. Welcome. We will talk and then we will feast. Không có con gái à? Không nô, chắc hết rồi. We will gladly listen to your offers. Vừa lấy cho thằng thái tử rồi đâu. We will gladly listen to your offers. Greetings. Speak quickly and well. Speak ill or slowly and I may feed your tongue to the dogs. Ngon phết này. Xinh đẹp này, trung thành này. Tiếc là mình không có tiền để tuyển được mấy con bé đấy. Nghèo quá. Đế quốc của chúng ta nghèo quá. Warriors all thirsty for battle. 6 đội giáo binh. Thirsty for battle. Starting out. Chia sẻ bớt quân đi. Get moving. Ready for battle. Hai cái xe bắn đá và một thằng long cobra. Thôi được, cứ để từ từ đã. Có sự kiện gì đây? Điều kiện bất thường. Mùa hè an lành. Không có vấn đề gì lớn. Rồi. Bổ nhiệm cả các phe này là ổn rồi. Vấn đề bây giờ mình hết tiền rồi. Chắc phải bây giờ phải đi ăn cướp rồi. Mấy thằng lính gậy của mình nó chịu đòn tốt lắm. Mấy ông lính gậy của mình ấy, chặt chém hay ngon đấy.
Our war has brought bloodshed. But without gain or progress. Mình nghĩ gần này hơi thấp, chắc phải đòi thêm tí nữa. 2000, xem mày có chịu không. À, xong mình sẽ lại chiến tranh với nó luôn. Mày xin hòa bình à? Xin hòa bình thì thực ra mình vừa kiếm được ít sẻng. Làm nào bây giờ nhỉ? Vừa kiếm được ít sèng, bây giờ lại đề nghị cùng tham chiến tiếp, lại đánh tiếp. Lên kinh nghiệm chứ. Ô thành này của thằng đệ của mình đang bị nổi loạn mất rồi. Đem quân xuống bảo vệ đây. Be welcome. Let us talk and then enjoy good Roman wine when we have. Từ đã, bây giờ mình sẽ In our good name, be welcome and speak in friendship. I will give a receptive ear. Warriors all! Besieging settlement! Laying siege to their hovels! Chúng ta sẽ không cần đánh vội. Chúng ta cứ đánh cướp để kiếm tí tiền ạ. We take this settlement for the tribe! Tiền thí tiền ạ, xong rồi lại rút. Mình chúng ta đang nghèo. Để chiếm thêm đất thì mình sẽ bị tham nhũng rất nặng. Cướp phá. Có được thêm thí tiền. Lại rút quân về nước. Thirsty for battle. I want hourly patrols. Có tiền lại mua quân. Fight with us. It's a good life. Rồi. Bước phá cho đến thằng cuối cùng luôn. Thirsty for battle. Thích ngoại thì thét xuống trận. Tướng này hơi cùi nhỉ. Không có dùng tạm được. Starting out. Ready for orders. Cướp được khá tiền à? Nó còn quân đâu nữa? Trung thủ có tiền lại xây dựng nhà cửa lên đấy. Rồi. Phải cướp liên tục kiếm tiền à. Tướng này ngon phết này. Nói chung thì góc độ như thế này là ổn. Mà vẫn nghèo quá bây giờ. Warriors all. For the tribe. Ready for battle. Chắc phải đi ăn cướp rồi tiếp à? Chắc mình lại phải cho quân đoàn của mình đi ăn cướp. Ăn cướp đến tàn tạ trong nó luôn. Tranh thủ luyện cấp. Các cái đội lính Bắc Âu này mà không đi ăn cướp thì hơi phí ấy. Bởi vì lính Bắc Âu này nó thiên về ăn cướp bóc mà.
lại, trời tuyết rơi rồi. Cái gì? Lấy vợ à? Tăng 2 xảo quyệt, ơ thằng này ngon. Ở đâu? Bôi nhọ danh dự ấy, trả tiền cho hắn. Thằng này dám bôi nhọ vợ của thái tử à? Thằng này láo thật. Sửa được một công trình nhỉ. Luyện cấp đã, tranh thủ luyện cấp. Not possible. Thirsty for battle. Get moving. You get to work. Tranh thủ luyện cấp. You have further orders? Aidan, Kichitan. A hồ luyện cấp. Quân đoàn này nó không sợ trước tôi nữa rồi. Warriors all. Ready for battle. Chưa lên cấp được. Thirsty for battle. Get on our way. Quân đoàn này còn. Ủa. Chưa lên được, phải lên đến đây. 35, 60 kinh nghiệm mới lên được. Ready for battle. The goddess blesses you. How can I help? Mấy em thấy tu rồi. Ôi, thời tiết xấu này. Tự dưng lại bị dính cái vệ sinh này. Nghèo quá, nghèo quá, nghèo quá. Bây giờ đi đánh chiếm ở đâu được nhỉ? Kể ra cái thành này mà chiếm thì cũng được đấy, bởi vì nó là cái thành to thì mình cũng dễ phòng thủ. Nhưng mà xong thì mình lại không có tiền. Không có tiền để xây dựng. Tuyết rơi. For the tribe. Luyện cấp đã. Besieging settlement. Bổ thân cái thành này của nó. Chắc bị mình cướp cho đến nát bét mất. Ready for battle. Thirsty for battle. Is there nothing else? For the tribe. Đoàn lên cấp à? Đấu với bộ lạc di cư, đấu với các đế quốc phương Đông. Chưa cần, tăng vào đây đi. Tăng vào cái này. Cuối cùng là cái này. Warriors all. Tướng lên một cấp nữa. Rồi. Trung thành được ủng hộ ái già. Thái tử của mình chỉ số cũng ngon đấy chứ. Mấy con vợ hung nô xinh vãi. Được rồi. Ừ.
Ôi thằng hung nô nó đốt. Đốt đây rồi. Hung nô đâu rồi? Hả? Hung nô chạy rồi à? Dưới này là đất của thằng Van Dan à? Đây là đất quân quân nổi loạn à? Để mình xem cái vùng dưới này là của thằng nào đó. Nhiệm vụ của mình là phải đánh chiếm vùng nào nhỉ? Chính xác là vùng này luôn à? Được. Đó, cái luyện cấp tí đã. Mà mình nghèo quá nhỉ, bây giờ chơi được với thằng nào? Mấy thằng này nó chả chịu chơi với mình, tại mình đập nó ác quá, mình chiếm mất cả thủ đô của nó. Burundi. Sit, friend, and let us talk. Không có gì. You are welcome, although my ancestors and people. We will gladly listen to your offers, but do not gods of the afterlife. Spare my ass. Well, why do you trouble my... The gods will have me listen to you, but do not pass the day in words without merit. Chi cho nó bao nhiêu tiền này? 2000 để lấy con vợ này xem nào. Ôi, nó không chịu rồi, 17 tuổi. Phải. We have need of talk. Welcome, and let us be honored by your attendance. Welcome. We will talk and không then we will feed. Không no. Let your words. Không còn nữa rồi. Trời greetings ơi. To you. Thái tử của tướng huyền thoại của mình mà lại không có vợ à? Buồn nhỉ. A flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome. Quân đi khai. Tây La Mã. Hết rồi. Rồi. Chắc nó đánh chiếm nốt cái vùng trên này. Có điều kiện mình sẽ khôi phục cái vùng trên này lại. Thirsty for battle. Warriors all. Úi dồi ôi. Cứ phá tan hoang, không còn gì nữa. Ready for battle. For the tribe. Phá qua lượt đã. Như vậy là mình phải chiếm cái vùng này. Rồi mình cứ phá nó tan hoang này là tốt rồi. Hung nô lại có vẻ không di chuyển ra đây nữa. Hung nô bỏ chạy à? Hiện tại bây giờ lãnh thổ của mình đang được bao quanh bởi những cái lực lượng khá là an toàn. Mình sẽ dẫn quân xuống phía nam một tí xíu xem nào. Nó lại Lazia gì đấy bị tiêu diệt à? À, lại dẫn quân về à? Đàm phán hòa bình. Lại oánh tiếp. Rồi ôi, quân trong thành nát bét rồi. Mày vẫn còn quân à? Còn đánh cho mày bao giờ hết quân thôi. Chắc là vẫn còn vài đạo quân nó chạy lông lông ở ngoài đường. Chiếm nhỉ? Ready for battle. Hết chưa? Còn đạo quân nào lông ngông ngoài đường không? Rồi bây giờ mình sẽ xây hai công trình ở đây lên. Mà hết tiền rồi, hết tiền rồi. Thirsty for battle. Hmm.
hai cấp nữa cả mới lên được. Đây là cái xà quyệt nữa. For the tribe. Ready for battle. Thirsty for battle. Warriors all. Như vậy là mình sẽ phải tuyên chiến thằng này à? Thằng này hình như nó đánh nhau. Your next command. You may as well get settled in, lads. Cho thanh niên đi theo để ăn tí kinh nghiệm. Ready for further orders. Thằng này à, nó chiến tranh với một trong những thằng thân thiết của mình ở đây. Thế thì mình phải đập nó. Có thể mình sẽ chiếm cái giải đất này. Nó có 4 thành tất cả. Được. May hả bưởi. Cho xuống đây để nó trị an cái vùng này. Cái vùng này chắc là ổn rồi. I could do more. Mà bây giờ mình nghèo quá. For the tribe. Thành cấp 1. Có một thống đốc của tỉnh. Chính xác, đây là tướng mà. Vệ quân không dao động. Kể ham muốn quyền lực. Này thì cho mày ham muốn quyền lực. I am a priestess of the old ways. Sao nào? Nâng lốt vào cái này. Ây chà. Xong thì có lẽ chuyển sang mảng dân sự để nâng cấp dân sự để có thêm tiền đấy. Nhưng mà nghèo quá. Hết tiền tiêu. Không có tiền để xây dựng. Vẫn đủ lực lượng để phòng thủ đây nhưng mà... Bây giờ mình phải cố gắng hòa bình với mấy thằng phương Bắc này ạ. Tiến quân xuống phía nam. Chiến tranh với bọn La Mã. Đánh nhau bọn La Mã. Cái thằng quân Ly Khai La Mã lúc nãy thì mình không bắt nó làm chư hầu được. Mình thấy nó khi thông báo thì là không bắt được làm chư hầu. Như vậy thì có nghĩa là mình sẽ phải tiến cùng. Gì đây? Quý tộc sinh con à? Một bé gái à? À tốt đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp vào dân sự. Của cải này. Tăng tiền lên nên không thì nghèo quá rồi. 8.000 cơ mà. Ồ. Làm sao mà sửa được cái công trình này bây giờ ấy chứ? Hết tiền luôn. The goddess blesses you. How can I help? Thirsty for battle. Ready for battle. Khu vực phía Bắc liệu đã ổn chưa nhỉ? Thằng này thì khả năng cao nó không, nó đang suy yếu này. À, thanh niên này được hồi sinh rồi đấy. Greetings. Now speak plainly, for we.
Greetings. Speak plainly and without idle purpose. Oh. Này mình với nó có mâu thuẫn gì đâu? Vào thôi đi. 300 hay ít thì anh cho thêm ít nữa. Mỗi lượt mình được mấy trăm đồng mà. Ô. Căng nhỉ. 800 nhá. Như là mất mấy lượt anh mình. Ô. Thằng này chảnh thế. Nó vừa mới phục quốc cái mà nó chảnh thế. Cố gắng sao thương có tiền được. Ôi ôi. Mày chảnh vừa thôi. Bây giờ chúng ta không giao thương, chúng ta không có tiền được. Mà mình có tiền quá đâu mà giao thương. Mình cứ ghi 500 đồng này mình làm sao mà ấy được. Đây. The gods will have me listen to you. But do not pass the day in words without merit. Có tiền quá đâu mà nói giao thương. Chắc phải 1000 nó mới chịu. Nó còn chưa chịu cho. Dù sao cũng phải cố gắng. 1500. Rồi. Còn thằng nào giáp mấy mình có thể chơi được nhỉ? Thằng này thì nó lại không ưa mình lắm. Tại mình chiếm mất thủ đô của nó. Thằng này. Thằng này sớm hay muộn nó cũng chiến tranh với mấy thằng này. Đúng rồi. Nhìn sắc thái của chúng nó như này là sắp đánh nhau to rồi. Đấy. Đồng minh nhưng mà xem chừng chắc sắp đánh nhau rồi. Kệ cho nó. Mình không dây vào mấy cái vụ này. Thirsty for battle. Getting on our way. Warriors tấn công. Starting out. Thằng này à. À, bây giờ lại phải đề nghị này kiếm tí xe chứ. Wisdom, đây. Cao mà. Chúng ta lại lấy lại tiền. 1500 triệu. Úi giời. Thấp. 1000. 500. Rồi đi kiếm ăn từng đồng này à. Rồi. Kiếm ăn từng đồng. Ôi giời, có đúng một thằng gác thành như này thì làm sao mà sống nổi. Cái vùng này mình bắt buộc phải kiểm soát này. Nhưng phải vùng nhiệm vụ. Mình thấy nó là nhiệm vụ. Cướp được có 1000. Cướp sạch và chiếm đóng. Nếu mà cướp sạch và chiếm đóng thì nó sẽ nổi loạn ở Mỹ lên nữa nhỉ. Warriors all. Chiếm bình thường thôi. Phá cái công trình này đi đã. Mình vừa gây chiến với một thằng. Ngon rồi, thằng này điểm. Khôi phục cái vùng này lên nữa thì nó là cả một vấn đề luôn. Đó mình sẽ áp sát nó à, thằng này. À, Ostrogod. I am sure you have many pleasant.
Ôi, thằng này nó chiếm được nhiều đất thế. Đế quốc La Mã vẫn còn là một thế lực ở đây đấy chứ. Ở đây mình có một cái thành to này. Thành to. Như vậy thì mình sẽ phòng thủ cũng không khó lắm. Warriors all! Ready for battle! Warriors all! Khả năng thống trị của chúng ta cũng khá cao. Thôi được, qua lượt đã xem tình hình nào. Bây giờ mình cũng có thêm được một chút tiền, 1.4 một lượt. Nhà vua chúng ta thống đốc à? Cái này nó chỉ tăng về, nó không tăng tiền. Cái này nó sẽ tăng tiền này. Giảm tham nhũng này, đúng rồi. Cái này thì nó hỗ trợ về đánh nhau chứ nó không hỗ trợ cái này nữa đi. Nói chung thống đốc thì không cần những cái kia. Chị An vùng này thấp quá nhỉ. Ancestors have spoken well of you, and so we offer a treaty. The worthy make the best friends. Vùng phương Bắc này. Ôi trời ơi. Nhiệm vụ của mình phải tiến tận xuống. À đúng rồi. Tại sao cái mình xem cái nhiệm vụ của nó lại phải tiến xuống Ý? Bởi vì trong lịch sử thì sau này cái vương quốc Langoba này chính là vương quốc đã kiểm soát nước Ý. Đã đánh chiếm được La Mã và kiểm soát vùng Ý. Thì các cái nhiệm vụ của game này nó cũng tuân theo cái lịch sử thôi. À, nó đánh chiếm các cái vùng này thuộc Ý. Nhưng mà nếu mình đánh chiếm như này thì sau này mình sẽ giáp danh với Hung Nô đầu tiên à? Tình báo địch. Công trình này 8.000 mới xây dựng được. Phá tiếp. Cái vùng này văn hóa dị giáo Germanic. For the tribe. Ready for orders. Tăng trưởng cái vùng này chưa đủ để cho mình có thể tiến quân qua vùng này. Đánh vào đây à? Đánh vào thằng này nói đang chiến tranh với La Mã mà nhỉ? Thành này của La Mã thì đang. Mình có nên đánh sang thằng này chưa, bây giờ chưa nhỉ? Greetings friend. Không xâm được. Mấy thằng này sắp đánh nhau to rồi. Mấy thằng này sắp đánh nhau to rồi. Kệ chúng nó chứ nhỉ? Đánh nhau thì kệ chúng nó. Mình hơi đâu mà lo nhiều thế. Sửa lại cái thành này đã. Đang hết tiền, được 1.800 một lượt.
Của cải từ thương mại, tăng tốc độ nghiên cứu khoa học này, xây mấy cái này trước. Căng lắm, bây giờ mình tại sao mình vẫn phải để duy trì một quân đoàn đứng ở đây để phòng khi mà bọn phương Bắc này nó nổi dậy loạn, nó đánh mình là mình cũng có quân để phòng thủ. Ở đây cũng vậy. Thanh niên này thì bây giờ mới đang phục quốc. Thống đốc à. Tỉnh này à, vệ sinh thì chắc không cần. Thống đốc ở vùng này đi. Đây, tăng vệ sinh và tăng trị an này. Của cải phí xây dựng các công trình này. Cho nó đeo mấy cái này vào. Tăng trị an lên và tăng vệ sinh dịch tễ. Quá tuyệt luôn. Nghèo quá. Mình không có đủ lực để có thể đánh chiếm thêm các gia thành mới. Tiềm lực quân sự của mình là chưa đủ. Bây giờ các nước ở phương Đông và các nước Dợ nó sẽ bắt đầu chuẩn bị đánh lẫn nhau rồi. Mình nghĩ là như vậy. Các cái nước thuộc nhóm Barbarian và các nước sắc Anglo-Saxon này, mấy anh Viking sẽ chuẩn bị đánh nhau, mình đoán như vậy. Bởi vì mình thấy mặt chúng nó bắt đầu đỏ đỏ rồi. Chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mình xem tình hình lựa thời thế nào. Phe phái Britain đã bị hủy diệt. Ai chà. Sao mình lại tự dưng nghèo đi thế này. Well met. What do you wish of me? Warriors all. Lại bị đốt phá rồi. Lại đi hát dòng à. Nốt thành này bị đốt nữa thì hết à. Ready for orders. For the tribe. Laying siege to their hovels. Ready for battle. Tiếng thét xung trận. Về đây đi. Cái thành này, ui lại có thằng vây đây à?
Ready for orders. Ready for battle. Thirsty for battle. Warriors all. Get the stakes up. Ready for battle. Ready for orders. Nghèo quá nhỉ. Không chơi được với thêm cái thằng nào nữa. Alaman đang cải tiến này. Speak quickly and well. Speak ill. Tình hình nó đang suy yếu với tất cả các phe đấy. Vấn đề lớn rồi. À, thế thằng đệ của mình nó không xây dựng cái gì đây à? Rủ dê nó đi đánh thành xuống đây, cứ đứng ở trên đấy à? Nó đang đánh chiếm thành của thằng kia khổ thế. Có thể mình cũng chiếm lại cái thành đấy, bởi vì cái thành đấy nó nằm là thành to thì có thể mình sẽ phòng thủ dễ hơn. Đế quốc Tây La Mã kẻ tạ phản, một kẻ trốn chạy đã đến, hắn tuyên bố là tình báo của một đối thủ quyền lực xin tị nạn. Ready for battle. For the tribe. Ready for battle. You get to work. How may I be of assistance? Warriors. Nói gì thì nói chứ nhỉ? Bây giờ khôi phục cái vùng này mất hơn 4.000. Bây giờ tiền bây giờ mình không có đủ tiền để mà khôi phục cái gì. Ngoại giao giao thương. Mãi mới kiếm được cái thằng này để nó. Nó lại đi hát rong, nó đốt nhà nó đi hát rong, thế có đau lòng không? Kiểm soát được cái vùng này. Có thêm tài nguyên trì à? Có vẻ như bên này bị đốt phá hết rồi. The goddess blesses you. How can I help? Well met. What do you wish? Hai quân đoàn của mình
chưa đủ tiền khôi phục cái thành bên dưới này, sau đó thì mình sẽ tiến xuống sau nhỉ. Mà phải cứu cái thằng đồng minh kia chứ, nó đang bị tấn công rồi. Hoặc ta cứu là hoặc là mình phải chiếm lại cái vùng đấy. Hình như là mình, à hình như thầy tu của mình phản đan được nó hay sao ấy. Nó dẹo rồi. Bôi nhọ danh dự. Một ngàn tư. Của cải. Nó cướp phá thành này à? Ready for battle. Get moving. You have further orders. Warriors all. 4400. Lượt sau là có thể khôi phục. On the move, lads. Thống đốc. Nghèo quá nhở, có hai quân đoàn thôi mà nghèo quá, không nuôi, có tiền nuôi quân lại phải đi Vandan này, mấy thằng Vandan, mấy cái thằng Vandan này. Sao dám trèo lên đất của mình nhỉ? Cố gắng hòa bình thôi chứ không thì chết. Đế quốc Tây La Mã. Làm việc đã hết. Con gái. Trời ơi, cô con gái này của mình. Ready for orders. Warriors all. We take this settlement for the tribe. Ready for orders. Biết ngay. Không có tiền thì không để làm gì nữa. Cho quân đoàn này đây. À. Thằng này oánh chiếm được ở đây à? Ngon. Đây nữa này. Ăn đi. Thế thì mình sẽ đánh vào giải này. Ô ô. Dưới này là thành của rất nhiều thằng.
I am sure you have many pleasantries for me. Nó là một thế lực lớn ở đây. Chả có tiền để làm cái gì. Nghèo rớt vùng tơi. Phải đi ăn cướp kiếm tiền thôi. Quỷ thật, bọn này nó cứ trèo đất của mình như đúng rồi này. Mớ vẩn mà nó tuyên chiến ở trên đấy là mình thôi, xong phim. Hay quá. Tây La Mã. Ngàn chín. Ready for battle. Warriors all. Besiegen settlement. Đề nghị cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau phát. Welcome, worthy friend. Let us. For the tribe. Mấy cái thằng Vanda này nó chiến tranh với ai nhỉ? Chiến tranh với một cái thằng tít ở bên này. Thằng này còn hai thành. Chắc mình sẽ đi ăn cướp. Bắt mình kiểm soát những vùng nào. Đây, vùng này xong rồi này. Chiến thắng nhỏ của chúng ta đó. Kiểm soát 30 khu định cư bằng quyền sở hữu trực tiếp hoặc thông qua chư hầu hoặc đồng minh quân sự. Cướp sạch hoặc cướp phá 2 khu định cư khác nhau, hiện tại 1. Ready for orders. The goddess blessed you. How can I help? Ready for battle. Kinh tế của mình suy sụp. Căng đấy chứ, bây giờ không biết là chiến tranh nó sẽ xảy ra như thế nào đây, bởi vì là có thể là phải đồng minh ấy, thật là. Nhưng đồng minh với thằng này dễ bị hung nô nó tẩn không nhỉ? Hung nô thì có vẻ thấy nó chạy sang bên kia rồi ấy, nhưng mà. Ấy. Vừa loáng thoáng thấy bóng dáng hung nô ở đây. Để xem thằng này còn thành bao nhiêu thành nữa. 2. Chết mẹ, hung nô nó đứng ngay cạnh mình rồi.
Thủ đô của mày khá nhiều quân, mình nghĩ là thành này chắc cũng chiếm được tí tiền, khả năng cao là mình sẽ không chiếm mà mình sẽ cướp để kiếm tiền đã. Nó có đồn gác này, đang nghèo nên cần cướp bóc đã. Chúng ta có xe bắn đá mà, mình có đồn gác à? Hai đội cung thủ. Ai cũng có thể mắc lỗi, chỉ có những kẻ ngốc mới cố chấp với sai lầm của mình. Cicero thì mình cũng biết, ông ta là một trong những chính trị gia khá nổi tiếng, nhưng mà ông ta ban đầu khi mà cái cuộc tam đầu chế nội chiến La Mã này xảy ra, ban đầu thì ông ta trung lập. Đầu tiên thì ông ta đứng về phe nghị viện, nhưng mà rồi cuối cùng thì ông ta lại quyết định chọn đối đầu với ông ta không chọn không đối đầu với Julius Caesar, nhưng cuối cùng thì ông ta lại đối đầu với Octavius và thất bại của ông ta thì ông ta quyết định ủng hộ Brutus, người gọi là con nuôi của Caesar, và đã cũng là người đâm nhát dao cuối cùng vào Caesar. Đó là một câu chuyện dài của lịch sử La Mã. Nói chung anh em nào có điều kiện thì cứ nghiên cứu, thấy nó cũng thú vị. Lịch sử của La Mã luôn luôn rất thú vị. Đó là nhà chính trị gia Cicero và vừa trong cái phần loát vừa rồi chúng ta vừa nhìn thấy. Với cái kiểu đội hình như thế này thì chắc là chúng nó hơi khó ăn mình. Cái đội này thì nó chống kỵ binh hay chống tướng của chúng ta sẽ đứng như thế này. Đứng hoàn toàn ở trong tầm bảo vệ của khiên Testudo. Ừ. Lã thường á? Lã thẳng đây. Anh em nào mà đọc có thời gian thì nghiên cứu về lịch sử sẽ nhận thấy rằng La Mã thì thực ra nó nổi tiếng nhất là ở cái thời kỳ Cộng Hòa. Nó cái khoảng từ 50 đến 50 sau trước và 50 sau công nguyên. Đó là cái thời kỳ có nhiều biến động nhất của La Mã, xoay quanh cuộc đời của Caesar và Octavius, người đã thành lập nên đế quốc La Mã sau này. Thất thế. The enemy has been spotted. Chết mấy con. À, lém lao. Tốt, xông vào. Thằng điên.
mấy cái con ngựa và nó thích làm gì thì làm. Chuẩn bị. Bắn vỡ đầu cái con ngựa này. Sao nó lên hết đã? Sao bộ binh nó lên hết đã? Nó chưa lên hết nhỉ? Rồi hết một đống ở đây. The enemy is going for our general. Protect him. Advance. Warrior is eager for blood. Warrior, stop. Battle ready and eager. Nó rồi hết đây rồi. Nó rồi hết ở đây gì. Anh em xong rồi đấy. Bắn vào đây thì con thua. Bắn tướng của mình. Đuổi nó thế mà nó còn không mất tinh thần. Rồi nổi điên này này. Tốt rồi, nổi điên lên. Cái điên chết luôn. Đấy, là bắt tướng của mình. Khỉ thật này. Hai lượng ngựa mà. Mà la bá này tinh thần nó cao thế nhỉ. Cần phải truy sát chúng nó làm gì cả. 160 người lính đã hy sinh. Trận này chắc phải kiếm được tí tiền chứ nhỉ. Cái lính này tuyệt phết đấy. Các bạn có thể thấy là cái đội lính cung tên của chúng nó chủ yếu là tấn công tướng của mình. Tại sao như thế? Bởi vì là nếu tấn công vào tướng của mình thì nó chết tướng thì trận chiến sẽ rất dễ dàng. Đấy. Chắc mình sẽ không chiếm. Cướp thì chắc cũng được ít tiền. Ready for battle. Rồi. Ready for orders. Cướp của nhà nó để xây nhà mình. Get on our way. Destination reached. Ready for battle. Cướp của nhà nó để xây nhà mình nữa nào. 6.000 mới xây được rồi. Vùng này vệ sinh có cái công, có cái thằng đưa
Đây rồi. Xây công trình gì ở đây? Thêm một cái ruộng nữa. Tình hình vất vả ghê nhỉ. Ô thanh niên này du mục xuống tới đây rồi cả. Hai thành. Greetings in the name of the state and so forth. Welcome, but expect scat. Không nói chuyện được với bọn đấy. Rất lo lắng là bây giờ mấy thằng phương Bắc nó đang mặt sầm xì với mình. Đây này. Sớm hay muộn thôi. Sớm hay muộn thì mấy thằng này nó sẽ chiến tranh với mấy thằng này. How may I be of assistance? Nó có một cái thành ở đây nữa. Ready for orders. Bây giờ kết thúc lượt. Rút quân về. Hồi thí quân đã. Tao lại đi cướp tiếp. À, thằng Alaman này chiến tranh với Hung Nô à? Thế thì chết thật, Hung Nô nó ở đây rồi. Đánh nhau với Hung Nô chỉ có cách rút vào thành thôi. Đứng ở ngoài thì vỡ mồm luôn. Many good men have died in our wars. Our people look to find terms that will bring rest to all our souls. 1000 không chịu. 500. Nó gần sửa chữa xong rồi. Nó gần sửa chữa xong. Thirsty for battle. Good and noble friend, what an honor you do us. Không chịu à? Ready for battle. Thằng khỉ gió này. Bây giờ mới thằng Hung Nô này mới lo này. Khỉ gió thằng Hung Nô này. The gods will have me listen to you, but. Nó chiến tranh với mấy thằng phương Bắc. Ready for orders. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. Lại đòi nó tí tiền. Thằng kia hòa bình cũng mình cũng đòi được tí tiền, thằng này chiến tranh cũng đòi được tí tiền. Đấy. Đấy thằng này đã. Get moving. Đấy thằng này. Hồi tí quân. Move out. Ready for orders. On the move, lads. Liệu có thể đề xuất làm liên minh phòng thủ của nó nhỉ? Chỉ sợ đề xuất liên minh phòng thủ. Welcome, worthy friend. Speak if you must, but know that Roman ears have little light. Không chịu đâu thế. Thirsty for battle. Đợt sau mình sẽ cho quân đoàn này di chuyển ra để tấn công tiếp đây.
warriors all. Starting out. Ready for battle. Không được. Cướp được hơn 4.000 lại mà cướp của nhà đồng, cướp nhà người khác để xây nhà mình này. Mà sao thằng Hung Đô nó không đốt mấy cái vùng này nhỉ? Chả bàn nó đang chạy lên đất nhà mình rồi. Nâng cấp vào đây, tiếp tục tăng trưởng, không cần, mình đang cần tiền đấy. Sáu ngàn. Thirsty for battle, getting on our way, ready for orders. Đánh trận này xong liệu có hết được cái lũ à? We take this settlement for the tribe. Lại phải đánh tay tiếp à? Đánh tu mất quân nhiều đấy. Nếu mà lên được cái không bị chết rét nữa thì tốt. Cần nhất là cái quân đoàn lên cấp để không bị chia rét đã. Những cái khác thì không quan trọng. Không phá hết rồi. Có cái hướng nào tiến vào mà không có cái gì ngăn cản đâu nhỉ? Chả có hướng nào cũng bị đúng là có thắp canh. Testudo. Hai thằng này có nhiệm vụ bảo vệ tướng khỏi bị bắn tên. Thế này mà nó mà tấn công vào nó chết luôn. Bắn luôn. Mấy thằng cung thủ đó chưa hồi kịp.
Speed kệ. Giết mấy con ngựa trước. Chưa có đạn nổ, có đạn nổ, chết nhanh hơn. It's an ambush. Ambush. Anh chả bắn tên vào mình. The enemy has been sighted. Thắng thế, được đấy. Ai giờ ném phi hùng chết cơ sở của mình ra sao nó không vào, không chết nhỉ. Ai à, chọn ném phi hùng được. They are trying to take out our general. Defend him. Hết mặt trước rồi anh em, tiếp tướng nó luôn, giết luôn. Ái già, vừa ném quả thì luôn chết nhiều con mình hết rồi. Ô cơ số lượng mình đi luôn nữa. Ơ à. Mẹ bọn này. Đá này nó bị làm sao nhỉ? Bạn này nó nổi điên rồi. Này nó nổi điên rồi.
ôi. Úi ôi. Mất điểm gì không? Bữa thế. Úi ôi. Úi ôi. Đập cái vỡ mặt luôn này. Lại một trận nữa. Không biết có lên được cái đến quân đoàn lên cấp chưa. Rồi ơi. Thirsty for battle. Chả được cái gì. Ready for orders. Đây rồi. Quân đoàn lên cấp, không sợ chết rét nữa rồi. For the tribe. Making camp. When your feet bleed, you can moan. Thirsty for battle. Đứng đây để bảo vệ nhau. Get moving. Get on our way. Không sợ chết rét là được rồi. 6000. Sửa lại cái công trình này đã. Còn anh Hung Nô này, anh đứng ở đây làm gì đây? Vẫn đang cải tiến. We will gladly listen to your offers, but... Zoom up. Mình có hai quân đoàn có khả năng di chuyển mà không bị tuyết sợ tuyết rơi rồi. Ai. Chơi mấy giờ? We live for battle. We dream of it. We relish it as others do a fat goose. Thằng Van Dan này nó quyết định tuyên chiến mình à? Thành của nó ở đâu mà nó tuyên chiến mình nhỉ? Thành của nó ở đâu? Mày ở đâu mà dám tuyên chiến nào? Van Dan à? Liều nhỉ. Dám tuyên chiến với mình à? Cướp nát nhà nó luôn. Cướp đã, bây giờ đi ăn cướp để kiếm sống nữa. Đấy, kinh tế của chúng ta đã khởi sắc rồi. Nhiều tiền nhất nhỉ? Thôi cái chăn nuôi thì chắc cờ. Sao lại có dịch bệnh đây này? Cộng 2 bẩn thỉu. Vẫn ổn, chưa vấn đề gì. Ready for đây. Orders. Thôi rút về đây đi. Thằng kia nó ở đây này. Nhà nó ngay đây này.
mà nó dám đánh nhau mình. Thế mình sao mình cướp nát nhà nó luôn. Dính dịch bệnh thế nào nhỉ? Đậu mùa. Do not attempt to sweeten truth. Mình húp nô tại sao lại cải tiến nhỉ? Ác cảm siêu cường, ác cảm văn hóa, ác cảm tôn giáo là trừ nhiều nhất. Thằng này đất đai bị đốt hết. Thằng này có cái thằng này mà mãi không diệt được. I welcome you, worthy speaker. Nó không chịu chơi mình gì nhỉ? Sang đây, cướp bóc và đốt phá chỗ này. Cướp bóc và đốt phá. Ôi. Hai quân hoàn đoàn của Hung Nô nó đang đứng ở cửa nhà mình. SML rồi. Xây công trình phục tội chuỗi tôn giáo. Xây này có thêm lương thực, nó đang cướp hết lương thực của mình rồi. Ngon thì ăn anh xem nào. Vùng tập hợp. Cướp cái vùng này chắc lại được khá tiền đấy. Đây nữa. Thằng này nó chiếm đất rộng ghê nhỉ. 7 tỉnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khu bên này nữa. Thằng sắc sông này. Đế quốc Tây La Mã chỉ còn một mảnh đất nhỏ ở đây. Quân ly khai La Mã. Speak your terms. Give word. Macedonia. Welcome, worthy guest. I trust you bring words. Ê cơ mà. Nghèo từ trong trứng nghèo ra. Chết mẹ cái thằng Hung Nô đó.
cướp bóc này thì mình lấy đâu ra lương thực kiểu. Xin anh Hung Nô, anh đừng có cướp phá nhà em. Mà đấy là thái tử ấy. Đánh nhau với Hung Nô chỉ có nước giúp ở trong nhà mà thủ thôi. À, spy của thằng Tây La Mã nó vừa ám sát mình mà xịt. Bị mình phản đam chết rồi. Bạn chí mạng chết chưa con. Tí tuyển dụng. Chả sợ. Mình có tuyển đâu mà cần. Nó có hai thằng kìa. Cướp xem được tiền không. Cướp bóc tàn bạo thành nó. Ấy. Nhiều tiền phết đấy chứ. Lại rút về, rút lui chiến thuật. Ấy, được hơn 7.000 rồi, 6.000 rồi. Em thấy câu này. Lại đến cái vùng này bị dịch bệnh. Lây lan dịch bệnh kiểu quái gì khắp nơi này nhỉ? Thành của mình ngon cơ mà, tại sao tự dưng lại có dịch bệnh thế nhỉ? Cướp được nhiều tiền phết. Khả năng. Ôi, ôi. Sao mấy thằng Hung Nô này? Ba quân đoàn của Hung Nô nó đang đứng ở cổng nhà mình. Vụ này nó muốn làm gì đây? Có gì các anh nhẹ nhàng cũng bảo chứ các anh đứng hết ở nhà em này chết. Warriors laying siege to their hovels. Ready for orders. Get on our way. Luyện cấp đây rồi. Thêm một luyện cấp nữa là đánh đêm được. Trời ơi. Bị gió. Mấy lượt nữa thì hết nhỉ? Nâng cấp ở đây đã. Tăng trưởng cộng 1. Cái này. Thống đốc. Không có tiền, xây vùng này thêm không có điều kiện.
Nó cứ bóc cái này mình xây thì cũng trả được bao nhiêu tiền nữa, nó cứ hết tiền của mình. Xây hết của mình rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.